Thưa sư cụ, Trang sĩ đường xa nhọc mệt, xin mời Trang sĩ dùng tạm chén trà lúc trà còn nóng. Thứ trà này không phải là đắt nhất, ngon nhất, nhưng chỉ có chùa Vân Mộ này vì một sự ngẫu nhiên mà trồng được. Xin lỗi sư cụ, trong lòng tiểu sinh nguội lạnh nên không thưởng thức hết được hương thơm của thứ trà quý lạ này. Tiểu sinh muốn tìm một người. Đạt Ma sư tổ đã bỏ đi mấy trăm năm nay rồi, người chỉ để lại một bức tượng. Có kẻ bảo vì sư tổ đã lớn tuổi quá, có kẻ bảo vì bức tường cứng quá. Thật là ngu dốt. Trang sĩ cho phép bần tăng khuyên trang sĩ một câu, không nên lấy cái không để thay vào cái không. Dùng cô độc để thay vào cô độc. Cái cô độc của tiểu sinh không có gì phi lý, nó theo tiểu sinh như một người bạn. Thật là một khổ hạnh tối cao, sống cô độc để tránh tất cả sự lựa chọn mơ hồ của cuộc đời. Đời tiểu sinh không bao giờ có lựa chọn. Hiện bây giờ tiểu sinh cũng không lựa chọn. Bóng tối là giới hạn của mình. Nếu muốn tìm đến sự thật, phải bỏ tất cả mọi chống đối trong lòng. Thưa sư cụ, cái thanh khiết cũng như cái nhơ nhớp không làm rung động được lòng sư cụ. Nhưng sư cụ giữ một thái độ như muốn định đoạt số mệnh của người khác. Sư cụ giữ trách nhiệm sự sống chết của người khác. Đời đâu có chữ không, đâu có hư vô, đâu có tình yêu. Đi ra khỏi cổng chùa này, sư cụ sẽ thấy lầm than, giết chóc, vô luân lý, vô công bình. Thưa sư cụ, đối với tiểu sinh, không có ánh sáng không phải là bóng tối. Sự thật chỉ ở trong hành động mà thôi. A-di-đà Phật, chỉ có một người đã đau khổ và đầy can đảm mới có thể nói lên những lời như vậy. Nhưng tại sao trang sĩ lại mang bên mình thanh kiếm Hắc Long tượng trưng tai vạ
Giết chóc. Tiểu sinh muốn tìm một người núp trốn trong chùa này. Trang sĩ cứ theo đuổi một ý tưởng thì thế nào cũng gặp phải một trở ngại không qua được. Cánh tay trang sĩ lanh đến đâu cũng không nắm được chỗ không. Chúng ta xa bờ chừng nào lại càng không biết giới hạn. Đâu là bờ, đâu là bến. Bần tăng muốn giúp trang sĩ đến cùng, nhưng làm sao mà không đổ máu mới đi đúng đường tới cửa Phật. Bần tăng không thể nào đưa mạng người khác cho trang sĩ, chỉ có thể hiến trang sĩ mạng của bần tăng đây thôi. Hắc Long kiếm đã rung lên thì bao giờ cũng trúng đích, xin sư cụ nhớ cho điều ấy. Giờ tiểu sinh đi tìm thằng cấu tặc đây.